Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình đối thoại phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Thưa quý vị, chương trình đối thoại của kênh truyền hình VITV đã thực hiện 6 số để bàn về những điểm thay đổi trong dự thảo luật phòng chống tham nhũng sửa đổi. Trong 3 số đầu tiên thì chúng tôi đã bàn về việc đánh thuế 45% đối với tài sản có nguồn gốc không rõ ràng. Sau đó chúng tôi đã cùng các khách mời bàn luận về việc là kê khai tài sản thu nhập của cán bộ công chức hiện nay. Sau 3 số đối thoại bàn về chủ đề này thì có rất nhiều những ý kiến trái chiều liên quan tới đối tượng cần phải kê khai cũng như cách thức giám sát như thế nào, cần công khai ra sao trên các phương tiện online, những phương tiện internet hiện nay. Thì đó là đề tài mà chúng tôi đã cùng các khách mời chia sẻ trong các số trước và cũng được khán giả rất quan tâm trong những tuần vừa qua. Thì ngày hôm nay chúng tôi lại tiếp tục cùng các khách mời bàn luận về chủ đề này và cung cấp thêm những thông tin mới cho quý vị khán giả liên quan đến việc là kê khai tài sản thu nhập của cán bộ công chức. Tham gia chương trình đối thoại tuần này, tôi xin được giới thiệu sự có mặt của các khách mời. Ông Đào Huy Sám, Tổng thư ký Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam. Thiếu tướng Lê Văn Cương, Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an. Ông Vũ Vinh Phú, chuyên gia kinh tế. Vâng, trước là chúng tôi cảm ơn ba khách mời đã đến với trường quay đối thoại và chia sẻ tiếp với chúng tôi những thông tin, những góc nhìn của mình liên quan tới thực trạng cũng như là cách thức mà chúng ta có thể giám sát được việc kê khai tài sản của cán bộ công chức hiện nay. Thì trước khi mà chúng ta cùng bàn về nội dung này thì xin mời các vị khách mời cùng quý vị khán giả đón xem một phần tổng hợp sau đây của chúng tôi. Năm 2017 vừa qua, theo Tổng Thanh tra Lê Minh Khái cho biết, chúng ta là cũng có tới hơn một triệu người kê khai, nhưng mà phát hiện ra đâu có 5 trường hợp là không trung thực, còn lại là đến 99% là trung thực. Cứ coi như là không có vấn đề gì. Thế còn ở trước đó năm 2016 thì cũng là 1,1 triệu. Thì cái thời kỳ đó Tổng Thanh tra Chính phủ là anh Huỳnh Phong Chanh công bố một con số rất là rõ ràng là không, trong hơn 1 triệu người này không có ai là trung thực cả, không có ai là không trung thực cả, đều 100% là trung thực. Và cái con số ấy làm cho dân người ta ngạc nhiên, bởi vì nếu mà thế thì bộ máy của chúng ta mạnh quá và rất tốt, nhưng mà tại sao tham nhũng nó lại cứ đẩy ra mà chúng ta không phát hiện được? Trước đây thì ở trong mặt trận, lúc mà chưa có cái Facebook với Wi-Fi này, thì họ thường đề xuất thế. Họ đề xuất rằng thời xưa cái giám sát và kiểm tra cái trung thực về chính trị mà cái lý lịch của bọn mình ấy, thì nó làm ghê gớm. Bên đời bố, bên đời mẹ, rồi người vợ, rồi đến các con. Thế thì các ông ở trong đoàn chủ tịch, các ông bảo thế đối với những đồng chí lãnh đạo cao nhất thì tại sao chúng mình không có thể giám sát được bằng cái hình thức cái thời xưa chúng mình đã làm. Thế bây giờ mở rộng ra đối với những đồng chí mà làm ở những lĩnh vực mà nhạy cảm, ví dụ như là lĩnh vực mà ăn đất ấy, thì tại sao chúng mình không yêu cầu kê khai xong chúng mình đưa lên trên mạng? Thì tôi rất đồng ý với cái ý kiến mà đồng chí Chi vừa nêu, rất hay. Cái yếu tố chúng ta hiện nay là cái quy định pháp luật về vấn đề liên quan đến cái chính danh tài sản chúng ta không có. Chúng ta không có cái quy định chính danh tài sản. Ô tô mua bán với nhau xong, thế tôi vẫn cứ để tên của các anh tôi đi. Ai không có ai gọi là tịch thu thì ô tô vẫn là của tôi. Đấy, cái nhà mua xong không sang tên vẫn là nhà của tôi. Và như vậy thì đương nhiên người ta có thể có rất nhiều tài sản người ta không đúng tên người ta, và người ta sẽ không kê khai vào trong cái bản đó. Vậy thì không thể nói rằng là kiểm soát được. Đấy, cho nên tôi cho rằng là đấy là một cái lý do là cái chính danh về tài sản chúng ta hiện nay không quy định. Vâng, thưa các khách mời, trong các số trước thì chúng tôi cũng đã thường xuyên, trước khi mà tìm giải pháp thì đặt câu hỏi cho các khách mời, đó là cái hiện trạng hiện nay của cái việc kê khai tài sản thu nhập cán bộ công chức như thế nào. Thì đa phần là các khách mời đều có cùng một quan điểm, đó là việc kê khai hình thức, việc kê khai còn để trong ngăn kéo việc kê khai nội bộ. Thì không biết ngày hôm nay với góc nhìn của ba khách mời, với những vị trí của mình, các khách mời đánh giá thế nào về cái hiện trạng của cái việc kê khai tài sản thu nhập của cán bộ công chức hiện nay ạ? Thì trước là tôi xin mời ý kiến của ông Cương ạ. Về vấn đề này thì có rất nhiều học giả và ngay nhà nước cũng thừa nhận rồi, đảng thừa nhận cái tài sản như vừa rồi là hình thức, không thực chất. Cái điều này là mọi người đều thừa nhận rồi và nhà nước ta cũng thừa nhận rồi. Chỉ có một cái điều có lẽ còn chưa ai nói, tôi phải nói hôm nay.
thông qua cái việc kê khai tài sản vừa rồi đó, nó phản ánh cái điều đáng buồn là đa số quan chức công chức Việt Nam trong hệ thống công quyền thiếu trung thực. Bởi vì trong 2 triệu cán bộ quan chức công chức mà chỉ có 4-5 người là khai sai thôi ạ. Thì ngoài cái chuyện kê khai hình thức như dư luận có ý kiến và đảng nhận được các thừa nhận, thì tôi rất buồn tuyệt đại đa số công chức quan chức hệ thống công quyền của chúng ta thiếu trung thực, thiếu trung thực với đảng, thiếu trung thực với nhà nước và không trung thực với người dân. Bản chất cái điều buồn nhất là chỗ này. Vâng, tức là ý kiến của ông Cương là chúng ta có 1 triệu cái bản kê khai trong 1-2 năm gần đây đúng không ạ? Nhưng mà chỉ phát hiện ra 4 năm trường hợp là kê khai không trung thực đúng không ạ? Vâng, ông Phú thế nào? Tôi nhất trí ý kiến của anh Cương và tôi bổ sung thêm cái này. Cái việc kê khai của chúng ta là hình thức rồi. Nhưng mà thực ra ấy, thì tôi thấy hình như chỉ có cấp dưới kê khai. Phải không ạ? Trước đây tôi sở thương mại kê khai nghiêm chỉnh. Thế còn không biết cấp trên thì thế nào thì cái đó phải xem lại. Cái gương mẫu của các lãnh đạo công khai minh bạch tài sản của mình để làm gương cho những người khác, để giữ vững kỷ cương về kê khai tài sản, cái đó hết sức quan trọng. Cái thứ hai là như ý kiến anh Cương ấy, tôi tiếc rằng những cái triệu công chức đó thì tôi cho là có thể 50% là đảng viên đã giơ tay thề trước đảng là suốt đời hy sinh và trung thực với đảng, thì cái điều đó nếu kê khai không trung thực là không xứng đáng người đảng viên nữa. Và như thế những người đảng viên đó chỉ làm tổn hại danh dự của đảng mà thôi, chỉ làm suy yếu đất nước mà thôi. Và như thế lãnh đạo của chúng ta không nắm được thực chất về chất lượng đội ngũ cán bộ, chất lượng trung thực của đội ngũ cán bộ và tình hình tham nhũng của đất nước hiện nay. Và như thế rất nguy hiểm. Tôi xin bổ sung như vậy. Ông sao thì sao? Tôi thì xin phép các anh, nhất là các anh lớn tuổi hơn, để có những ý kiến hoàn toàn đồng ý, có ý kiến là đồng ý có một phần với các anh thôi. Cái thứ nhất là tất cả chúng ta ai cũng đồng ý rằng là chúng ta hình thức. Cái thứ hai là mức độ trung thực ấy, thì theo tôi là trung thực hay không của con người còn phụ thuộc vào cái phương pháp tính chuyên nghiệp của chúng ta thể hiện, của cái yêu cầu về kê khai. Theo tôi thì là cá nhân tôi cũng khai. Và tôi thấy rằng là tôi khai không sai một tí nào. Nhưng cái kỹ thuật khai không cho phép phản ánh đúng cái thực trạng của tài sản của công chức và công chức lãnh đạo. Tôi cũng khai với tư cách là công chức lãnh đạo. Và cái thứ hai là không phản ánh được cái xu hướng phát triển của nó. Tôi lấy ví dụ là này, là anh chỉ khai lại có cái gì thì người ta hoàn toàn có thể dùng cái ngôn ngữ của cá nhân. Nó không có được cái thời điểm nào có, vào thời điểm xác định có hay không. Trong quá trình 3 năm, 5 năm làm lãnh đạo, nó có thay đổi gì cái kết cấu của tài sản anh có hay không? Cái thứ hai là giá trị thị trường là bao nhiêu? Giá trị lúc anh mua là bao nhiêu? Giá trị anh kê khai là bao nhiêu? Tôi ví dụ như hiện nay có những giao dịch về mặt tài sản là giá trên thị trường chẳng hạn như là 100 tỷ. Nhưng khi đưa ra các cơ quan mà chứng thực cái giá trị đấy để nộp thuế nhà nước ấy, thì nó lại chỉ còn có những lúc chỉ còn có 5 tỷ, 6 tỷ. Còn thông thường nó chỉ còn ở 10%, 15%, 20%. Cho nên cái phương pháp về mặt kỹ trị của chúng ta là yếu kém và không tính toán đầy đủ cái phương pháp là tiền. Thứ nhất là đơn giản trong kê khai, thứ hai là chính xác trong kê khai, thứ ba là phản ánh đúng cái tiêu chí mà chúng ta cần nắm, và thứ tư là nắm được cái sự vận động của nó trong quá trình đó, và nó liên kết. Thứ năm là liên quan đến cái việc là thu nhập hợp pháp. Nó có hai loại thu nhập. Nhiều khi là chúng ta có thu nhập là lương công chức, về nhà ấy để có một phát minh, một sáng chế, hay là đi giảng dạy, hay viết một cuốn sách, thì thu nhập ấy nó là thu nhập bổ sung. Thì như thường nhiều ấy cũng là thu nhập hợp pháp. Thế cho nên chúng ta sẽ bàn tiếp theo sau là làm thế nào để có một cái áp dụng cái nền kỹ trị vào trong cái việc kê khai, để việc kê khai nó làm cho mọi người không những là coi như là bắt buộc mà là một niềm tự hào kê khai. Từ nhiều người họ người ta tự hào bằng tôi là một công chức giàu có, tôi sáng tạo trong quá trình tôi làm việc và tôi có nguồn thu hợp pháp. Thì chứ không, và nó cái ngôn ngữ, cái văn hóa của nền tảng của bắt đầu làm cái công chức hay là bắt đầu vào một cái bước vào cuộc sống. Do vậy thì có một phần là kê khai không trung thực, còn rất nhiều người là kê khai không phải là không trung thực nhưng cũng không phải là trung thực, bởi vì nó chẳng phải đánh cái gì cả. Vâng, nhưng trong quá trình tôi xin có ý kiến này. Qua ý kiến của đồng chí thì tôi đồng ý một phần thôi. Vâng.
trong 2 triệu đảng viên mà chỉ 4-5 người khai đúng thôi. 4-5 người phát hiện là khai không đúng. Không đúng. Trong 2 triệu đảng viên mà chỉ có 4-5 người khai không đúng. Trong này có nguyên nhân về technique, về kỹ thuật, công nghệ, có thể nói đúng nhanh nói. Nhưng mà bản thân cái technique, nhưng có cái khiếm khuyết của cái hệ thống của chúng ta vân vân đủ mọi thứ nữa. Cái phần này chiếm rất nhỏ. Về hệ thống như hiện tại, thì quan điểm của tôi là hệ thống technique hiện nay, nếu mà những người quan chức công chức mà khai trung thực đó, thì không đến dần đến cái tình trạng này được. Cho nên chủ yếu vẫn thiếu trung thực. Cái phần lý do nguyên nhân là do cái technique, do cái kỹ thuật, do cái văn hóa vân vân. Cái phần này chiếm phần rất nhỏ thôi. Chứ chủ yếu vẫn là không trung thực. Với hệ thống tài hoàn toàn như hiện nay, tất cả hệ thống như hiện nay, kể cả tài chính, kể cả sử dụng như thế này, nếu mọi công chức quan chức mà trung thực thì không để nổi tệ hại như thế này. Chứ có nguyên nhân của technique, có cái điều kiện, nhưng mà cái phần nhỏ chứ không phần lớn. Xin phép anh, ở đây có mấy cái mảng về mặt kỹ thuật, về mặt của kỹ trị anh ạ. Mảng thứ nhất là phù hợp kê khai tạm thời bản. Mảng thứ hai là khả năng tiếp cận của các cái tư liệu, số liệu mà nó có được từ cái hồ sơ kê khai đó. Và mảng thứ ba là cái bộ máy quản lý và xử lý các số liệu đó như thế nào. Thì ta mới bản thì riêng mới cái chuyện là có kê khai thôi. Còn cái chuyện là tiếp cận nó và đồng thời là xử lý nó là chúng ta lại có thể không được bản. Tôi vẫn trao đổi anh ta ba cái đầu vào cái đã. Vâng. Cái đầu vào tức là với tư cách công chức quan chức tôi gọi chừng này này. Đầu vào rồi đấy. Còn cái chuyện ái xử lý chuẩn tính sau. Vâng. Ngay cái đầu vào nó cũng trung thực này. Vâng. Nguyên nhân trung thực là chủ yếu. Vâng. Phần tích là phần phù thôi. Có một ví dụ mà tuần trước các khách mời có đưa ra đấy là ở trong Quốc hội ạ, một người ở vị trí cao nhất của Quốc hội mà kê khai là chỉ có một cái nhà cấp 4 chẳng hạn. Thì khi mà phát hiện ra thì rất nhiều những cái đại biểu Quốc hội đều nói rằng là quá nghèo, họ quá buồn với cái tình trạng đó. Và đấy là một cái điều nói về cái thực trạng cái việc kê khai hiện nay. Quả ra là trong cái kê khai cái này mấy năm á. Vâng. Thì cái người quan chức công chức giàu nhất Việt Nam chỉ đâu đó có 150 triệu mà. Giá trị bằng một cái xe SH thôi. Thế là hóa ra là cái bộ máy công quyền Việt Nam nó trống rỗng nhất hành tinh này. Cái người giàu nhất chỉ khoảng 150 triệu. Thưa anh là tôi lại... anh Diễm nói thì tôi chỉ đồng ý một phần rất phần nhỏ. Phần nhỏ thôi. Anh trước hết anh kê khai của anh có 3 cái nhà. Còn cái nhà giá trị bao nhiêu như nói là tính rồi. Sau. Đúng. Còn anh 3 cái đúng anh vào. Cho, anh mang tên con cháu chị anh. Thì cái chuyện đó là hỏng rồi. Không ạ, cho nên anh đừng bàn cái phần kỹ thuật. Đúng. Tôi kỹ thuật là 1% ông Diễm ạ. Đúng rồi. Dám. Anh hiểu như thế thì như thế là người ta sẽ kê khai tiếp đấy. Đúng đấy. Cho nên tôi xin nói là hiện vật trước hết. Trông thấy lương anh như thế mà số nhà như thế lập tức là có vấn đề. Người dân ấy, người dân bình thường người ta còn biết là những công chức hiện nay đang có mấy cái nhà. Đúng rồi. Tôi xin nói như vậy. Cho nên tí nữa ta sẽ bàn. Nhưng mà nếu mà chúng ta đánh giá một cách như thế lệch pha về vấn đề kỹ thuật đấy mà. Đúng rồi. Thì như thế tôi xin nói có khi tiếp tay cho những cái chuyện đó. Tôi xin riêng ý kiến tôi như vậy. Vâng. em thấy là anh này cả. Thôi thì cứ tranh luận thôi. Vâng. Vâng. Cái đầu tiên ấy là anh khai phản ánh đúng một cái hiện trạng vào một thời điểm. Đấy. Thì theo tôi biết thì đa số công chức thì đều có khai. Nhưng mà tôi nói thực là tôi sẵn sàng thích cái nhà của đồng chí phó chủ tịch, nhà cấp 4 của đồng chí phó chủ tịch Quốc hội đó. Vì giả sử bây giờ cái kỹ thuật khai rằng là nhà tôi chỉ có một nhà cấp 4, không nói gì cả. Trong đó trên mảnh đất 2.000 m2. Mà không biết nó nằm ở gần trung tâm thành phố hay là nằm ngoài thành phố Hà Nội hay là nằm ở miền núi. Mà nếu nó lại nằm ở cái vùng gần trung tâm thành phố thì rõ ràng là tôi mê cái nhà cấp 4 đó hơn là coi như là một cái căn hộ hạng sang ở trung tâm thành phố. Thì tôi nói là kỹ thuật đấy nó không phản ánh được, nó chính là cái chỗ đó. Mà do vậy thì nhiều công chức thì họ cũng khai tôi ví dụ như là có một cái nhà 80 m2. Thế không ai biết là mà trên mảnh đất bao nhiêu mét vuông. Chẳng hạn như thế. Và giá trị khi mua là bao nhiêu? Giá trị thị trường là bao nhiêu? Vâng. Nhưng mà theo tôi hiểu ý hai khách đây là đầu tiên chúng ta cứ phải kê khai trung thực đó, kê khai tất cả những gì chúng ta có. Đúng. Đúng, còn giá trị nó như thế nào chúng ta sẽ tính sau giám sát thế nào. Tôi cho là đa số công chức khai đúng những gì họ có nhưng cái cách khai không phản ánh được. Ông giám thì lại cho là đa số đều khai đúng những gì họ có. Nhưng mà không phản ánh được là họ có bao nhiêu. Anh toàn bài tuyệt đại đa số là khai gian dối. Vậy gian dối. Thằng nói thế, gian dối là chủ yếu. Chứ còn đừng có nói phân tích đi là nhỏ thôi, không đáng kể. Anh cứ bàn kỹ thuật thì tôi thấy nó chỉ 1%. Vâng. Trong không vấn đề có cái phần như anh nói nhưng phần rất nhỏ. Tất cả 2 triệu quan chức công chức này khai tử tế đầy đủ.
Cái chuyện này người dân tin ngay chứ cần gì về kỹ thuật này. Kỹ thuật gì? Có nguyên nhân của cái kỹ thuật này nhưng mà không đáng kể. Vẫn nhỏ đáng kể. Nói thẳng rồi. Và hiện nay thì những cái bản kê khai đó thì gần như là người dân rồi, rất là nhiều người muốn tiếp cận cũng rất là khó không ạ? Nó ở trong cái kéo. Thì vừa rồi có một cái giải pháp là các bộ ngành địa phương thì đều có những cái website, đều có những cái phương tiện để tiếp cận được với rất là đông đảo. Thì chúng ta có thể đưa lên đó được không ạ? Tôi xin nói thế này này. Bây giờ thì nhiều người dùng máy tính thật. À. Nhưng mà cũng 70% dân nghèo cũng chả có website. Đúng rồi. Cho nên là tôi đồng ý đưa lên website. Nhưng mà chúng ta còn nhiều cách khác. Đúng. À. Có thể công khai cái tài sản của ông A, ông B, bộ thứ trưởng nào đó. Tôi xin nói là toàn cái phố đó người ta có biết ông có tài sản bao nhiêu không? Nhiều vị bây giờ lên chức ấy, hiện nay vừa bây giờ lên chức này, cũng không biết tài sản của ông ấy thế nào. Và như thế rõ ràng chúng ta rất là mù mờ. Phải không ạ? Tôi nói thật có lúc là cảm thấy kê khai như là mị dân. Bảo như thế là đã tra xét cả tài sản anh ạ. Nhưng thực ra cái nó nằm trong ngăn kéo, nó ở chi bộ. Mà thưa ở chi bộ không dám nói thủ trưởng thế nào đâu ạ. Vì còn nâng lương, nâng chức, đề bạt, điều động đi học. Chúng ta làm quá hình thức chứ không phải là hình thức nữa. Và như thế là cái chuyện đó theo tôi rất vô vị. Hôm nay tôi phải nói thẳng cái câu mạnh như thế. Nếu làm như kiểu như hiện nay tiếp tục ấy, thì tôi đồng ý với anh không nên làm. Không nên làm, lãng phí. Phí công. Làm như hiện nay thì không nên làm. Hãy tìm một cách khác hiệu quả hơn. Cách hiệu quả theo ông Cương là gì ạ? Theo anh đề xuất. Để mà làm được cái kê khai tài sản hiệu quả đó, thật ra mà nói thì cái điều đầu tiên chúng ta phải tạo một cái cơ sở hạ tầng về kinh tế, tức là giảm hẳn cái sử dụng tiền mặt. Đấy là cái nền tảng để giải quyết mọi cái minh bạch trong cái đời sống xã hội này. 99%, 95% chi tiêu, tất cả cái đồng tiền phải chạy trong cái hệ thống ngân hàng. Đây là điều kiện quan trọng nhất phải có. Cái thứ hai, hoạt động cơ quan công quyền phải minh bạch, phải công khai. Tại sao chúng ta tự xưng là nhà nước xã hội chủ nghĩa là văn minh hơn tư bản? Đáng lẽ ra một cái tỉnh này công khai cho người dân báo, tỉnh nào chẳng có báo ạ? Đúng. Tôi là chủ tỉnh, đưa lên phát thanh truyền hình của tỉnh báo tài sản của tôi hiện nay từng này này, tôi chủ tịch từng này này, phó chủ tịch từng này này, 17 ông giám đốc sở từng này, phó sở từng này này, 20 chủ tịch quyền tài sản từng này này. Cái tệ hại nhất là không minh bạch. Mà cuộc đời thế này, 5.000 năm vừa rồi, 5.000 năm sau, tất cả mọi chuyện ăn vùng để ăn trong bóng tối cả. Dưới anh đèn ông này không ai ăn vùng cả. Chính không minh bạch cho người ta lợi dụng vào đấy. Chính cái việc đầu tiên phải có một công nghệ như anh nói là đưa tất cả đồng tiền vào cái hệ thống ngân hàng. Một, thứ hai, hoạt động công quyền phải minh bạch, công khai minh bạch. Điều lệ đảng nói thế này, người dân phải tham gia trực tiếp, tham gia giám sát hoạt động của đảng. Nghị quyết của đảng nói thế này, cái đây 15 năm đàn nghị quyết của đảng 10 đã nói thế này này, xây dựng một cơ chế cho người dân giám sát hoạt động của đảng, nhà nước và hoạt động của cán bộ đảng viên. 15 năm nay là giám sát cái gì? Chứ đảng ta có nghị quyết nhưng không thực hiện, không làm được. Chứ cái điều đầu tiên tôi nghĩ là phải đưa tất cả cái chi tiêu đồng, giảm hẳn cái tiền mặt này là một. Quan trọng nhất, cái điều thứ hai là hoạt động phải công khai minh bạch, không để trong ngăn kéo, không để trong nội bộ. Vâng. Minh bạch. Cái điều thứ ba nữa là phải sửa hiến pháp và sửa luật, xác định được trách nhiệm cá nhân trong cơ quan công quyền. Hệ thống luật pháp của chúng ta không có trách nhiệm cá nhân. Ngay hiến pháp của Việt Nam cũng vậy. Cái điều kỳ lạ nhất trên thế giới này là trên thế giới này không ai quy quyền hạn trách nhiệm cho tổ chức cả. Ở châu Âu, ở Nhật Bản, ở Mỹ, không ai quy trách nhiệm quyền hạn cho nội các. Người ta chỉ quy trách nhiệm quyền hạn trong hiến pháp cho tổng thống qua thủ tướng. Cho người đứng đầu. Đứng đầu. Của ta, cái điều 96 hiến pháp 53 là quyền hạn trách nhiệm của cái gọi là chính phủ,
tất cả quyền hạn nắm nó cái chung chung chính phủ. Còn điều 98 nó quyền hạn trách nhiệm của thủ tướng không có cái gì cả. Cái giờ nhất trong cơ quan công quyền Việt Nam là không có trách nhiệm cá nhân, người đứng đầu cơ quan tổ chức đơn vị. Mà chừng nào không có trách nhiệm cá nhân thì đừng nói những mọi chuyện này. Chống tham nhũng cũng là tình thế thôi. Vâng. Những thành quả của đây chỉ tình thế thôi. Chứ song song đấy phải thay đổi hiến pháp, điều chỉnh hiến pháp, xác định trách nhiệm cơ quan công quyền. Cái điều thứ tư, ai giám sát chuyện này? Thanh tra làm sao mà giám sát được? Thanh tra của một tỉnh làm sao mà giám sát chủ tịch tỉnh được? Không có đâu ạ. Tôi là chủ tịch tỉnh, cái việc này ông dừng lại nha. Vì thế thì mới có chuyện hai ông tránh thanh tra trước đấy, trước khi nghỉ kỳ một lúc 5-6 chúng vụt đồng vụ phó. Thanh tra mà nát đến như vậy cơ mà. Chứ mới tổ chức lại hệ thống giám sát quyền lực quốc gia. Quyền lực không giám sát thao hóa, đây là quy luật. Vâng. 5.000 năm vừa rồi, 5.000 năm có thể. Không thể để thanh tra chính phủ được. Phải thành lập một cơ quan giám sát quyền lực quốc gia trực thuộc quốc hội. Cái bài học nhớn tiền là kỳ về mặt kinh tế. Anh tính là cái cơ quan giám sát kinh tế của ta là cái kiểm toán. Kiểm toán trước đây thuộc chính phủ, không hiệu quả. Sau khi làm luật mới 5 năm gần đây, kiểm toán thuộc quốc hội khác ngay. Không thể để cơ quan thanh tra trực thuộc chính phủ được. Hoàn toàn không hiệu quả. Tôi vào đấy tôi không làm được, chứ đừng nói ai cả. Phải tổ chức một cái giám sát quyền lực cao nhất, có quyền giám sát. Đấy là những việc cơ bản phải làm. Vâng. Ông Giang nói thế nào? Tôi thì tôi thấy là ý kiến ngay thì rất đúng rồi. Nhưng mà ta quay trở về cái phần vi mô một tí. Thì nếu như đợi chúng ta chuyển sang thanh toán hoàn toàn hoặc là 90% bằng tiền chuyển khoản ngân hàng ấy, thì lại luật phải đợi đến lúc đó không biết bao giờ. Cho nên là bây giờ là chúng ta vẫn phải đặt ra vấn đề. Chúng ta cũng đang làm về cái chuyện là thanh toán không dùng tiền mặt. Tôi nói thử cái chuyện thanh toán không dùng tiền mặt đấy, mặc dù là chúng ta rất mong là nó sớm được lại hiện thực. Nhưng phải nói là này, chúng ta có một thực tiễn là chúng ta có 76% nông dân, 70-80% là người thu nhập thấp. Một tháng họ chi không quá 5 triệu. Thậm chí rất nhiều người một tháng chi không quá 2-3 triệu. Cho những người đó mà bảo họ dùng thanh toán qua ngân hàng ấy là một khoản khó khăn trong thực tiễn về mặt triển khai. Chứ không phải chúng ta không muốn. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là nói tóm lại thì là nhiều yếu tố phải làm như là anh Cương nói. Nhưng có những cái là cũng vẫn cứ phải đưa vào trong cái luật chống tham nhũng này. Thì chúng ta vẫn phải làm. Thì trực tiện trả lời một câu hỏi của chị Chi thì tôi cho là này. Cái việc kê khai trước hết ấy, là không phải ai kê khai cũng giống ai. Có những cái hai ví dụ như là nó điểm bắt đầu, tôi nói ví dụ hôm nay là lãnh đạo thì 10 năm trước, 20 năm trước, 30 năm trước anh là nhân viên, anh bắt đầu vào công chức. Thì cái quá trình diễn biến về tài sản của anh cái mấy chục năm đó nó vẫn là bình thường. Đó là anh cần được gọi là anh cũng biết và có thể mọi người cũng biết. Thế cho nên là cái kê khai mà với một cái người bình thường chẳng hạn làm chức vụ bình thường ấy thì nó không phải kê khai sơ sài, những kê khai cốt lõi, những số liệu rất ít và nó thậm chí là 5 năm báo cáo lại một lần anh có sự thay đổi gì trong cái kết cấu mà cái tài sản anh có thôi, với những con số rất nhỏ. Và cái đó thì có thể là công khai lên trên tất cả trên mạng cho bà con biết và không tốn quá nhiều công sức. Cộng với một cái việc là hiện nay chúng ta dùng internet tương đối phổ biến, nhưng nếu mà 3 năm nữa, 5 năm nữa thì dùng mạng và làm chủ các số liệu trên mạng là người dân làm chủ rất tốt. Còn cái thứ hai là anh công chức lãnh đạo ở vị trí chủ chốt, chúng ta chọn lọc ra thì chúng ta kê khai chi tiết và phản ánh rõ cái mối tương quan của chức quyền mà anh đã có hoặc sẽ có nó với cái tài sản của anh nó sẽ diễn biến như thế nào. Thì ta chỉ tập trung vào cái đấy là chính. Và tôi nói thực là này, tức là nếu chúng ta so với các nước trên thế giới về không chưa nói chuyện tài sản mà tài sản và thu nhập nó phản ánh tất cả các cơ quan thuế. Tôi thì tôi hiểu ý kiến anh Cương là thế này, không phải bà nông dân bán con gà thanh toán chuyển khoản đâu, mà những công chức mà quốc hội đã quy định là kê khai tài sản thì phải thanh toán chuyển khoản giao dịch. Cái thứ hai là cái này không phải sáng kiến mà Singapore một số nước đã làm rồi. Tôi đề nghị làm cái đầu tiên thế này này. Đến ngày này cho anh 6 tháng. Anh suy nghĩ kỹ đi. Anh công bố tài khoản của anh tự viết ra với cơ quan là anh có bao nhiêu tài sản. Và tôi cam kết cái này là trung thực. Còn nếu không trung thực thì toàn bộ sẽ xử lý theo pháp luật. Anh làm một đợt đi, anh làm công bố rộng rãi, anh chửi tất cả 2 triệu công chức mà đáng phải kê khai. Và như thế đến lúc đó chúng ta sẽ xử rất dễ, rất dễ. Đây là làm lần thứ 2 trung thực cho đảng.
Lần thứ hai giả lại trung thực cho đảng. Còn đúng ra không phải làm câu ấy. Bởi vì đảng viên chúng ta, tôi xin nói thật là không phải ít đảng viên tha hóa. Đảng ta đã nói một bộ phận không nhỏ, đúng không ạ? Được. Như thế là khá nhiều rồi. Cho nên tôi đề nghị này, chúng ta rất nhân đạo, anh Khương ạ. Được. Cho 6 tháng cơ mà. Được. Còn nếu anh không trung thực, tôi phát hiện ra thì toàn bộ tài sản tịch thu và anh đi tù. Thế thôi. Còn phát hiện ra và anh kê khai trung thực thì cái phần chênh lệch đó tôi sẽ thu, vẫn phải thu anh ạ. Vì tài sản bất hợp pháp. Như Lenin phải nói, phải tước đoạt lại những cái của dân, những cái bất hợp pháp của dân, và tôi miễn tù thôi. Tôi xin làm đó. Và từ bây giờ trở đi nhá, anh chi tiêu cái gì từ bao nhiêu trở lên, 1 triệu trở lên, phải thông qua tài khoản. Và từ đó chúng ta kiểm soát. Rồi những cán bộ lên chức, xuống chức, mới chức phải kê khai tài sản. Tôi rất cảm động là một lãnh đạo Liên Xô kê khai cả tài sản của vợ hay chị vợ. Có đấy. Ông Medvedev hay là ông Putin ấy. Có đấy. Thế thì như thế là những cái tính trung thực trong con người chúng ta phải giáo dục lại đảng viên. Tôi cho rồi đây đảng ta, cái đó mới là cái cốt cách và cái vững bền của vấn đề chống tham nhũng. Chứ không phải chúng ta mang ra răn đe xử tù là tham nhũng tốt đâu. Chúng ta không bao giờ muốn. Và chúng ta phải giáo dục những con người là đừng có tham nhũng. Hãy sống bằng sức lao động của mình, bằng năng lực trí tuệ của mình. Thì cái đó đảng ta mới bền vững, chính phủ ta mới bền vững. Và đỡ mất thì giờ làm những chuyện chống tham nhũng này. Theo tôi như vậy. Ý của anh Phúc rất hay và tôi rất là chỉ để tâm đắc ở chỗ này. Hiện nay chúng ta tình thế mà chúng ta quá tập trung vào cái chuyện làm chống và trị tham nhũng. Nhưng thực ra cái luật chống tham nhũng nó phải tạo được môi trường không tham nhũng. Phòng ngừa. Vâng, phòng ngừa và ngăn bệnh, tạo thành một cái môi trường xã hội trong sáng. Thì đấy mới là mục tiêu của chúng ta, mục tiêu lâu dài mà cái luật nó tồn tại là hàng chục năm, hàng trăm năm. Đấy điểm, theo tôi là đấy điểm thứ nhất mà tôi rất hoan nghênh cái ý của anh Phúc ở chỗ này. Cái ý hai, 20 năm nay tôi nghe rất nhiều các đồng chí lãnh đạo nói một cái ý giống như anh Phúc vừa nói mà Singapore họ làm. Là anh em bảo là này, tức là trong thời gian qua chúng ta có những thời kỳ là có tham nhũng và có thời kỳ có tham nhũng rất nặng. Thế nhưng mà thậm chí đến mức là không thể tẩy hết được, không thể bóc ra hết được. Thì bây giờ ra một biện pháp là có một thời hạn để cho người công bố cái tài sản và nguồn thu của mình có. Đúng. Và có một chế tài thích hợp, có thể là chặt hay lỏng là do dân quyết định, do luật quyết định. Có thể tịch thu cả. Và cũng có thể là những cái yếu tố như thế này để tịch thu, yếu tố như thế kia thì là đánh thuế thu nhập. Thì chúng ta bàn sau, tại vì không thể nói một câu ở đây nói là coi như chỉ tịch thu là tịch thu được. Thế nhưng mà đồng thời để tạo điều kiện tất cả mọi người đều công khai toàn bộ những gì mình đã có và giải trình về cái việc người ta có và những điểm này hợp pháp được cái hợp pháp, và đến một thời điểm xác định, ví dụ từ mùng 1 tháng 1 năm 2019 hay mùng 1 tháng 1 năm 2020 thì luật và những cái cơ chế của luật này sẽ được áp dụng một cách chặt chẽ với tất cả mọi trường hợp là thay đổi những tài sản đáng kể. Chẳng hạn như là một công chức anh có thu nhập trong một năm mà quá ngoài cái lương của anh ra thì cái số thu nhập phụ quá 100 triệu thì phải tài chính. Và ở đâu ra cái quá 100 triệu đó? Thì chẳng hạn những cái cách tương tự như thế chúng ta sẽ bàn. Vâng ạ. Ông Cương có bổ sung nữa. Về vấn đề này, có lẽ chúng ta đang bàn cái ngọn của vấn đề. Tức là bàn cái hiện trạng hiện nay. Tôi nói với các ông chí rằng là tối thiểu 90% quan chức công chức là báo cáo không trung thực tài sản rồi. Mà cái này là quá trình nhiều chục năm đấy rồi. Chứ không phải chỉ ngày hôm qua đâu ạ. Nhiều năm nay rồi. Tôi cứ tính bỏ đi cái đoạn năm 75, 85. Bắt đầu tính từ cái đổi mới. 86 bây giờ. Cũng là 32 năm nay rồi. Cái tài sản tích lũy trong quá trình đấy. Thế bây giờ ta bàn phụt cuối cùng thì hoàn toàn rất khó đấy ạ. Phải nói thẳng như vậy. Cho nên ý kiến của anh tôi đồng ý hết thôi. Nhưng mà muốn mổ xẻ chuyện này thì phải tính cái minh bạch, cái công khai và bắt đầu gương mẫu. Những cái chuyện ấy nói, cái nghị quyết hay thế này, nghị quyết đầu 6 ở cái trang 139, trang 140 nói thế này, tôi đọc nguyên văn về cái chỗ tôi thuộc quá rồi. Cái món này là tôi còn cả 20 năm nay. Với lương tâm của người cộng sản, mỗi cán bộ đảng viên
hãy tự xem xét mình đã sống bằng lao động của mình. Thấy chưa? Tuyệt đối không được có một cái cán bộ nào lợi dụng chức quyền để tạo ra đặc quyền đặc lợi. Cán bộ có vị trí càng cao thì yêu cầu về gương mẫu càng lớn. Tôi nói là cái năm 86 là 670 triệu người nức lòng với câu này của Đại hội Đảng. Người của Đại hội Đảng là với lương tâm người Cộng sản, mỗi cán bộ đảng viên tự xem xét mình là sống chân chính trong một lương của mình chưa? Thế mới xin lời tôi nổi với cái anh là bây giờ của ta bao nhiêu quan chức sống một lương? Tôi hỏi thật đấy ạ. Cái số người sống một lương thực sự rất ít. Nhất là quan chức. Có lẽ tìm được một quan chức sống một lương rất hiếm. Thế bây giờ lương thủ tướng chỉ được 20 triệu bạc. Lương bộ trưởng 15-18 triệu. Nói thằng mà nói thế chứ ạ. Chính vấn đề ta đang bàn cái ngọn. Vâng. Bàn cái ngọn, cái khổ của ta là chính cái, nó là tồn tại 32 năm rồi. Ở các nước thì như thế nào ạ? Dạ. Ở các nước khác thì như thế nào? Các nước khác làm từ gốc. Nó làm ngay từ trước đây 40-70 năm rồi. Tức là kê khai tài sản rành mạch. Và hệ thống tiền của nó chạy trong công tơ, trong ngân hàng hết. Thứ hai là nói gì thì nói. Cái nhà này nó không phải minh bạch lắm. Nó cạnh tranh dân chủ không minh bạch. Vì thế người dân nó giám sát được. Mặc dù các cái đảng cầm quyền không có một cái điều nào quy định là người dân giám sát quyền lực của đảng viên của họ cả, nhưng mà giám sát rất chặt chẽ. Tại sao Tổng thống Mỹ người ta công khai minh bạch ạ? Ông Obama tuyên bố tài sản của ông hiện nay qua từng này này. Ông Putin tuyên bố từng này. Putin. Tuyên bố công khai. Tại sao ta không làm được điều này nhỉ? Vâng. Ta phải làm được chứ. Công khai. Phải làm chứ, công khai mới hay chứ. Vâng. Chuyện cuối cùng, làm gì thì làm. Có đến 100 biện pháp với chăng nữa. Biện pháp quan trọng nhất cuối cùng vẫn là tính gương mẫu của người lãnh đạo. Nghị quyết đều sáu là người lãnh đạo của chức vụ càng cao thì yêu cầu về tính gương mẫu càng lớn. Nghị quyết đời sống này. Và phải trở lại cái gốc vấn đề này. Vâng. Ở một tỉnh, xin lỗi tôi là chủ tịch tỉnh. Tôi công khai toàn cái tỉnh ấy, 3 triệu 2 dân, tài sản tôi thế này. Thế thôi. Mời nhân dân cứ giám sát. Giám sát thế thôi có chứ. Vâng. Bộ trưởng. Năm ngoái tôi sử dụng lên bộ trưởng tôi tài sản này. Tài sản tâm làm. Vâng. Phải làm đấy chứ. Trong khi ta cứ tự hào vỗ ngực là ta là chủ nghĩa xã hội, ta là văn minh hơn, cái dân chủ của ta là gấp triệu lần dân chủ tư sản. Thế mà tại sao họ công khai mà ta không làm được? Vâng. Tức là vấn đề về kê khai tài sản là chúng ta vẫn phải công khai, minh bạch những cái bản kê khai, những cái nội dung kê khai và đấy. Và cái tính gương mẫu cấp cao. Vâng. Có tính quyết định. Nói thẳng mà nói thế. Vâng. Đó. Không có cái giải pháp nào được cả. Vâng. Giải pháp hiệu quả nhất là tính gương mẫu của cấp cao. Vâng. Của người nó liên quan đến đạo đức rồi, nó liên quan. Vâng. Một sở dứt khoát thì giám đốc sở thì rõ ràng minh bạch. Khi giám đốc sở mà đường hoàng minh chính như vậy thì buộc phó giám đốc phải thế và cả cái bộ máy phải thế. Vâng. Một tỉnh thế thôi chứ đừng nói gì cả. Vâng. Đó là lý do tại sao các số trước thì các khách mời đưa ra một giải pháp rất là cụ thể là hiện nay internet nó đã rất là phổ biến rồi, tất cả những cái website của các bộ ngành ai cũng tiếp cận được, một người dân bình thường cũng có thể vào xem được. Thì như vậy khi chúng ta đã công khai lên như vậy cũng đã là một cái để chống rồi, để người ta có cái sự lo lắng hoặc là người ta phải cảnh giác khi mà người ta có những cái tài sản xuất phát từ tham nhũng ạ. Thì tôi nghĩ đó là một giải pháp cũng rất dễ thực hiện, tại sao chúng ta cũng không làm được hoặc chúng ta cũng không muốn làm. Chú ý này, thứ nhất là như anh Cương nói, người lãnh đạo có gương mẫu hay không, lãnh đạo cao nhất ấy. Cái thứ hai là chúng ta có quyết tâm làm hay không. Vâng. Cái thứ ba là phải kết hợp các biện pháp kỹ thuật, biện pháp dân chủ rộng rãi. Tôi nói ví dụ một ông chủ tịch thành phố A này đấy, người dân trong thủ đô ấy phải biết tài sản của ông ấy. Chưa nói dân thanh ở tỉnh khác. Ví dụ ông chủ tịch Hà Nội, những biến động đó phải đưa vào kỹ thuật chuyển khoản để giải quyết. Thì như thế rất là đàng hoàng. Ông ấy sống cũng đàng hoàng. Mà dân người ta cũng rất thoải mái. Hiện nay mình là rất u minh minh. Xì xào bàn tán.
mà cái tài sản nó rất nổi nhiều cái rất rõ. Tiền đâu ông đi học, con đi học nước ngoài ở Anh 1 tỷ một năm. Tiền đâu như anh Cương nói ấy. Hôm nọ ông Bộ trưởng các anh đầu tư bảo lương tôi có 11 triệu 9 ấy nhỉ? Vâng, thế thôi. Tôi sống không đủ. Nhưng mà hiện nay công chức mình ở các nước người ta sang đây người ta phàn nàn. Người ta bảo tôi thấy cán bộ mình lương thấp tại sao sống giàu vậy? Phồn hoa quá. Một phó học viện quốc phòng ở trong phía Nam mình ạ, đăng trên báo Tiền Phong tôi đọc là công chức cán bộ của mình sống hơn địa chủ phong kiến thời xưa. Cái này in trên báo rồi. Thế thì rõ ràng chúng ta rất đau lòng về chuyện này. Mà chúng ta lại chưa gột sạch được cái này. Và nếu chúng ta, tôi xin nói đây là quy luật nhân quả. Anh không làm được cái này thì anh đừng có nói kỹ trị quốc gia. Các nước người ta sang đây người ta sợ nhất mấy cái là thủ tục hành chính, anh ạ. Chi phí cao, bôi trơn và vấn đề tham nhũng không minh bạch. Cái chữ minh bạch bao giờ tôi dự các hội nghị diễn đàn kinh tế thương mại người ta cũng đưa lên đầu tiên. Công khai minh bạch. Công khai minh bạch. Minh bạch thực sự ấy nhỉ. Không phải minh bạch giả vờ đâu. Đúng rồi. Hiện nay chúng ta làm đôi lúc hơi giả dối. Hôm nay tuấn thật. Mị dân. Và như thế chúng ta nó sẽ quật lại chúng ta thôi. Dân người ta không tin vào cái những cái trung thực của ông cán bộ nữa. Mà như thế ông cán bộ làm sao làm được việc? Tại sao hiệu quả công việc của chúng ta không cao? Chúng ta nhiều cái là cố gắng nhưng mà vẫn thua xa các nước. Vì vậy nên bảo để dân tin thì người dân phải biết, phải được phải tiếp biết. Cận những cái thông tin như đúng vậy để họ giám sát. Phải biết, phải tin. Vâng. Là cái ông ấy tôi gửi gắm. Đúng rồi. Tâm sức, trí tuệ, sáng tạo của tôi. Còn nếu người ta không tin thì xin lỗi. Vâng. Ông sẽ thất bại trong lãnh đạo. Và uy tín của ông ấy sẽ xuống đất đen. Vâng. Tôi xin nói là cái này là cái mà bài học rất là xương máu mà trước đây các vị lãnh tụ tiền bối chúng ta đã nói rất nhiều rồi. Mà tôi thấy là hình như dạo này nó mờ đi. Vâng. Đó là lý do tại sao mà rất là nhiều khán giả VTV sau khi xem xong 3 số đối thoại ấy, thì đều nói rằng là không cần có một cơ quan giám sát nào thêm mới cả để cùng cành bộ máy thêm. Bây giờ chúng ta có thể là đầu tiên là các bộ máy đang có phải hoạt động thực sự hiệu quả và đúng như rồi. Cái trách nhiệm của mình. Bên cạnh đó người tôi dân phải được giám ý. Sát. Vâng. Tôi không đồng ý quan điểm này. Vâng. Anh Cương thế. Tôi nói chắc chắn là cái thanh tra chính phủ không thanh tra được. Vâng. Ông Thủ tướng. Thực tiễn là chứng minh như vậy cơ mà. Tất cả những trọng án lớn trong 15 năm vừa rồi, thanh tra chính phủ vai trò ở đâu? Tôi là chủ tịch một tỉnh. Anh là thanh tra. Anh còn làm cái vụ này không do tôi quyết định chứ phải anh. Đúng. Vâng. Nói thẳng mà nói thế nhé. Tôi dám lại công khai lên. Một, chúng ta đừng, tôi nghĩ là không phải tăng cán bộ, tăng biên chế. Không phải bỏ toàn bộ cái thanh tra chính phủ và thanh tra này, tổ chức lại một cái mô hình khác gọn hơn, hiệu quả hơn. Vấn đề là cái thanh tra này không đủ quyền lực để thực hiện nhiệm vụ của nó. Bị phụ thuộc. Chứ không phải do trình độ. Bị phụ thuộc. Anh em nhiều anh em giỏi lắm. Nhưng bị ràng buộc bởi vì cơ chế của người ta này. Tại sao không thành lập một ủy ban giám sát quyền lực quốc gia do một đồng chí phó chủ tịch quốc hội với bộ chính trị làm? Thì mới làm được chứ. Cái kiểm toán nhà nước khi trực thuộc chính phủ luật mới khẳng ấy. 3 năm vừa rồi lối rành sáng bao nhiêu vụ, trực đấy có làm cái gì đâu ạ? Có làm được. Chứ vấn đề thành lập ủy ban giám sát quyền lực quốc gia không tăng biên chế gì cả, thậm chí còn giảm, nhưng mà nó có quyền năng lớn hơn. Thế chúng ta thay đổi lại cái đổi lại. Bộ máy hiện nói nay. Nói như là ông kế toán ấy, làm sao mà giám sát được ông giám đốc? Đúng. Y như thế mà. Vâng ạ, tức là khán giả của chúng tôi thì cũng hoàn toàn đồng tình thôi, nhưng thêm vào việc là người dân giám sát, tức là để cho người dân giám sát là tốt nhất. Vâng, và người dân giám sát thì rất nhiều tai mắt chứ không chỉ nằm trong một cái bộ máy nhỏ. Vâng. Khi giải quyết tức là anh dùng nhiều biện pháp. Vâng. Nhiều biện pháp giám sát. Mà tôi xin nói thật nhé. Những ông giám sát ấy, những ông ấy làm phải như bao công. Phải có bộ máy giám sát quyền lực và bộ máy đó cũng là phải trong sạch. Vâng. Đủ quyền năng và trong sạch. Như một lãnh đạo của mình ấy, cao cấp trước đây đã nói là bàn tay sạch rồi mới đến bàn tay sắt. Vâng. Đấy thì mới làm được. Về chuyện này thì tôi còn có thêm ý kiến. Thế này ta đang bàn về vấn đề kê khai tài sản. Vâng. Làm thế nào mà giám sát được, mà kiểm tra và đánh giá được. Cái điều này là đúng thôi.
Nhưng cái, theo quan điểm của tôi, kê khai tài sản chỉ là một vấn đề. Vâng, chỉ là một. Một vấn đề, mà vấn đề không phải chủ yếu. Trên khi bàn đến cái chuyện kê khai tài sản, ta bàn, có bàn đi bàn lại, tôi nói là có trăm cuộc hội thảo nữa, quy luận quần chân ấy việc thôi. Đấy là cái ngọn của vấn đề. Cái gốc nằm ở vấn đề nằm chỗ khác. Cái gốc vấn đề nằm ở chỗ giám sát quyền lực quốc gia. Hết cực kỳ lỏng lẻo và sơ hở. Tôi sang Singapore 3 lần, lần thứ 3 mới gặp được trợ lý của ông Lý Quang Diệu khi ông còn sống. Tôi nói với ông trợ lý của Lý Quang Diệu. Ông nói tôi là có người nghiêng Lý Quang Diệu, nhưng thảnh, không phải thảnh đâu. Thế tại sao ông làm của mày sai thế? Ông Lý Quang Diệu đi vòng quanh thế giới và ông chấp. Cho tay thủ quân ông đi vòng quanh thế giới, ông rút ra thế này. Cái nước nhỏ xíu như Singapore muốn tồn tại phát triển đó, thì phải có một máy sạch. Thứ hai là về một cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh. Thứ ba là đội ngũ quan chức công chức lành nghề. Cái cố vấn thường rất lành nghề. Tôi hỏi ông thì cũng, ông làm thế nào mà cái bộ máy công chức quan chức của ông lành mà sạch thế? Ông bảo thế này, một công chức quan chức của Singapore đương làm việc điều hành công việc nhà nước này bị năm cơ quan soi vào. Tôi giám sát đến thế không cửa nổi. Anh mà làm đúng với chức năng nhiệm vụ mà làm lợi đất nước thì còn không dám tha hồ làm, nhưng mà anh xin chào làm bị thôi coi ngay. Vấn đề cơ bản nhất giảm sát quyền lực mà chúng ta phải sửa. Trong đảng tôi đề nghị là tăng cường quyền hạn cho ủy ban kiểm tra của đảng. Cái mô hình Trung Quốc là thành công. Tôi cho rằng nói gì thì nói, Trung Quốc đi trước chúng ta hàng chục năm về mặt tổ chức đảng. Họ có một ủy ban giám sát kỷ luật của đảng, ý như thường phương bảo kiếm. Một ủy viên bộ thường vụ bộ chính trị làm chủ nhiệm ủy ban giám sát quyền lực, ủy ban giám sát kiểm tra kỷ luật của đảng. Chủ nhiệm ủy ban kỷ luật của đảng của Trung Quốc đi đến tỉnh nào, thường vụ đảng ngồi rắp đấy, yêu cầu gì báo cáo hết, có quyền xử lý tại chỗ. Nếu cái tỉnh này thường vụ tỉnh mà sai là đình chỉ ngay, báo cáo bộ chính trị tỉnh sau. Nó mới thế cơ mà, nó như thường phương bảo kiếm. Tại sao không làm? Nhưng báo công vì tăng cường ủy ban kiểm tra kỷ luật của đảng, tổ chức lại cái bộ máy cái giám sát quyền lực của nhà nước. Đây là việc thứ nhất. Thứ hai là về xác định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan tổ chức đơn vị. Chúng ta tôi sợ nhất trong văn bản quốc gia Việt Nam có bốn chữ này, mà cái dân tộc này khổ với bốn chữ này này. Cái gì mà cả cấp cả ngành cả, cái hệ thống hành chính Việt Nam lạc hậu bậc nhất thế giới. Trên thế giới này một việc chỉ một cơ quan chịu trách nhiệm, một cơ quan một người chịu trách nhiệm cho hết, thế thôi. Ở Hàn Quốc một cái cầu sụp đổ, bộ trưởng giao thông từ chức ngay. Được đến 18 năm, một cái trường cấp 2 ở Anh, thầy trò đánh nhau lộn bài, bộ trưởng giao thông từ chức ngay. Của ta không có trách nhiệm cá nhân, cho nên phải giảng trách nhiệm cá nhân. Cái điều thứ ba là phải minh bạch. Minh bạch trong hoạt động, đúng như cái anh nói mà. Càng không minh bạch thì càng trăm cái cách có thể lợi dụng để mà lũng đoạn bộ máy này mà thực hiện hành vi vụ lợi. Vâng. Cái điều thứ tư ta chưa bàn đầu vào, cái đầu vào hết sức quan trọng. Tại sao không cho cạnh tranh? Một cái sở này, tháng 12 này giám đốc sở nghỉ hưu, thông báo công khai tháng 12 này bầu giám đốc sở. Tất cả trưởng phòng có quyền đăng ký, trưởng phó phòng của quyền sở hữu về quyền đăng ký, công khai minh bạch. Tại sao không cho cạnh tranh kiểu này? Vâng. Tôi làm chủ tịch tỉnh, tôi làm việc này phải quá khứ của tôi. Tại sao? Thưa các khách mời, trước khi chúng tôi thực hiện 6 số đối thoại để bàn về những cái điểm thay đổi của dự thảo luật phòng chống tham nhũng sửa đổi, thì trước đó VTV cũng đã thực hiện rất nhiều các về đề tài bàn về cái chất lượng của cán bộ công chức hiện nay, rồi về vấn đề lương, rồi vấn đề là những cái điều kiện để cho những cán bộ công chức. Tức là chúng ta có rất nhiều việc phải làm, nhưng mà ngày hôm nay thì với ý kiến của các khách mời, chúng tôi nghĩ là chúng ta cũng nhìn được là cái mấu chốt vấn đề nằm ở đâu. Cái việc kê khai nó chỉ là một cái phần việc thôi, và đó cũng là một cái nội dung để chúng tôi trao đổi, từ đó chúng ta mới có thể gợi mở đến những vấn đề như kết luận của các khách mời, và đặc biệt là những giải pháp mà ông Cương đưa ra. Thì chúng tôi rất là cảm ơn ba khách mời đã rất là tâm huyết, nhiệt huyết với đề tài của chương trình đối thoại, nhưng bên cạnh đó còn thấy nhiệt huyết với một cái vấn đề của một nền kinh tế và của đất nước nữa. Thì chúng tôi rất là hy vọng với những thông tin mà chúng ta chia sẻ ngày hôm nay thì sẽ có thêm những cái góc nhìn, những thông tin mới cho quý vị khán giả cũng như những người làm chính sách, để chúng ta thực sự là mong muốn là cái công cuộc
phòng và chống tham nhũng của chúng ta đạt được cái mục tiêu như chúng ta mong đợi cũng như tất cả người dân đều mong đợi, thì chúng tôi rất là cảm ơn ba vị khách mời đã đến với trường quay đối thoại. Xin chúc các khách mời có nhiều sức khỏe để tiếp tục tham gia và theo dõi nhiều chương trình đối thoại tiếp theo nữa. Một lần nữa thì xin cảm ơn ba vị khách mời. Chúng tôi cũng rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Quý vị có thể xem lại chương trình đối thoại trên website kênh truyền hình VTV www.vitv.vn. Xin kính chào và xin được gặp lại quý vị trong các chương trình đối thoại tiếp theo ạ.